bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Ok bạn ơi, thì ở trên tay mình không phải là một cái hùng mì hảo hảo đâu nha các bạn đừng có hiểu nhầm nha. Đây là một cái hùng súng của mình mới vừa đặt của người ta xong thì nó giao về cho mình, nhưng mà hồi nãy mình đã mở ra rồi. Thì để mà kiểm tra hàng thôi các bạn ơi. Đây, nó gói trong cái hùng mì hảo hảo đó các bạn ơi. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem là những nói chung là những cái gì mà mình chơi hồi lúc nhỏ, thì mình sẽ review cho các bạn xem. Lúc nhỏ mình rất là thích chơi súng, chơi xe. Thì bây giờ mình đã mua được hai cái súng và bây giờ mình sẽ bắt đầu review cho các bạn xem. Ok. Ok, và bây giờ mình đã gắn pin ở trong đây, bây giờ mình sẽ bắn cho bạn xem nha. Bãi trưởng, đây là cây súng nhưng mà nó không thể nào mà bắn ra đạn. Nếu mà bắn ra đạn sẽ bị công an bắt, tại vì súng đồ chơi của trẻ em thôi. Mình chủ yếu mua về để review cho các bạn xem là lúc nhỏ mình chơi cái gì và các bạn có chơi như vậy hay là không. Nếu các bạn chơi thì hãy để lại cho mình một comment nha. Đó. Cái này bắn ở trong tối nó rất là ok. Xíu nữa mình sẽ bắn ở trong tối và quay cho các bạn xem nha. Ok. Trong cái mùa hùng mì hảo hảo nè các bạn heo. Các bạn nếu mà các bạn không biết thì các bạn nhìn thì nó sẽ ra một cái hùng mì hảo hảo á. Giờ mình sẽ mở ra nha. Hồi nãy thì mình có mở rồi, hồi nãy là nó sẽ ghi cái số điện thoại của mình, cái số nhà của mình và địa chỉ nhà của mình, mà mình đã mở hết trơn rồi để mình kiểm tra súng nè. Súng này có thể kiểm tra nha các bạn, còn xe là chỉ nhìn bên ngoài thôi. Đó, nó chia làm 3 khúc, nhìn nó trông rất là đẹp luôn. Đây là giá tiền của nó nghe các bạn, 110.000 và ship về đây nó ra tầm 150. Hai cây á, thì 150 với 150 thì nó rơi tầm 300. Đó, để mà mua về review cho anh em xem. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Và ở đây nó có hai cái đèn nè các bạn ơi. Đó, hai cái đèn. Và mình nghĩ đây là một cái ống dòm, nhưng mà nó chả có cái ống dòm như cây súng bình thường, cái súng thiệt á. Đó, ống dòm, rồi ở đây là súng để mà bắn. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Và ở đây là pin để mà gắn vô, chỉ cần hai cục thì có thể gắn vô được rồi. Bây giờ mình sẽ gom ra hết luôn. Đây có hai. Đây có bọc để mà đựng súng nè các bạn. Đây là hai cái đồ mà để gắn vô cái đèn. Bây giờ mình sẽ lấy cái hùng ra chỗ khác. Để bên đây đi. Chủ yếu bây giờ mình chỉ review súng thôi. Ở đây thì nó để 110.000 thì các bạn cũng biết rồi đó. Chỉ cần hai cục pin thì có thể chơi được cái con súng này rồi các bạn ơi. Nhưng mà đây là súng điện tử chứ không phải là súng bắn như là bắn chim bắn cò đâu. Đây là chưa lắp pin, còn cái cây này mình đã lắp pin rồi nè. Đó đó, bây giờ mình sẽ gắn vô cho các bạn xem. Lúc nhỏ mình chơi mấy cái thứ này rất là nhiều, nhưng mà lớn, càng lớn đi học thì đâu có chơi đâu, bây giờ mới có tiền mua review nè. Mình hoàn toàn là mình đặt ở trên shop đây đó. Nhưng mà ở đây thì nó chưa có cái đèn, bây giờ mình sẽ lắp đèn vào nha. Có đèn thì cũng không sao, đây giờ mình sẽ bắn luôn. Đó thì nó cháy đèn đó, nhưng mà mình phải lắp đèn nữa các bạn ơi. Ok, xong. Rất là chắc chơi luôn, rất là đẹp. Ở đây thì nó cũng có một cái gì đó. Ờ, mở được nè các bạn. Ờ, mình cũng chả biết nữa. Gắn lại đi. Nhìn ở đây rất là đẹp. Lúc nhỏ thì làm gì mà có tiền mua mấy cây súng này để mà chơi ha. Nhỏ chỉ chơi mấy cây súng nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ bằng bàn tay mình thôi. Cây súng thứ hai các bạn ơi. Đây. Gì vậy ta? Ôi trời. Làm sao để lắp ráp đây? Lần đầu chơi súng to như thế này còn rất là bỡ ngỡ. À, mình nghĩ là như thế này nè. Đây, rồi. À, chỉ cần là lắp pin vào thôi. Cái này thì ở trong thùng á. Bây giờ mình sẽ để ra đây để mà bắn cho anh em xem nha. Không biết là nó như thế nào. Đây, các bạn nghe cái tiếng nào.
Cái đèn này nó cũng phát sáng rồi. Đó, các bạn thấy đẹp không? Mình cảm thấy rất là đẹp luôn. Súng này mà để trong phòng này nhìn nó khá là ok các bạn ơi. Và ở đây mình đã ghim được, ở lâu mình đã gắn pin vào được hai cái súng như thế này, bắn rất là ok luôn nè các bạn ơi. Cái này á, đưa vô tối rất là đẹp. Chắc bây giờ mình phải đưa vô tối thôi. Các bạn đi theo mình đưa cây súng này vô tối nha, đi thôi. Bây giờ mình sẽ đem hai cây súng này vô tối luôn nè. Đó, vô tối nhìn rất là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy mình không? Bây giờ mình sẽ dẹp, chơi xong thì mình sẽ dẹp súng vô đây. Đó. Ờ, nhìn các bạn thấy, nhìn chơi trong đó nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ mở cái đèn này ra. Và mình sẽ đẩy cùng lần. Đó. Chơi là phải biết dẹp nha các bạn, mới mốt có để mà chơi nữa. Súng này mình sẽ làm rất là nhiều clip đây. Rồi, xong. Và nếu như các bạn thích cái video này, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không hay là mình sẽ bắn các bạn đó. Nó giỡn thôi chứ, nhưng mà mình mong là các bạn hãy ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Chào tất cả các bạn. Bye bye.